Lở đất ở Trung Quốc, 47 người bị vùi lấp. 47 người thuộc 18 hộ gia đình bị vùi lấp, hàng trăm người phải sơ tán sau trận lở đất ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc. Vụ lở đất xảy ra lúc 5 giờ 51 phút hôm nay, 4 giờ 51 phút giờ Hà Nội, tại khu vực nông thôn, bao quanh là những đỉnh núi phủ đầy tuyết ở huyện Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam. Dữ liệu thời tiết cho thấy nhiệt độ ở Trấn Hùng vào khoảng 4 độ C khi lở đất xảy ra. 47 người thuộc 18 hộ gia đình đã bị vùi lấp, hơn 500 người được sơ tán khẩn cấp khỏi khu vực. Giới chức đã triển khai chiến dịch ứng phó khẩn cấp với sự tham gia của hơn 300 nhân viên cứu hộ, hàng chục xe cứu hỏa và các thiết bị khác. Giới chức chưa thể xác định liệu có nạn nhân thiệt mạng hay không. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ lở đất. Sạt lở đất thường xuyên xảy ra ở Vân Nam, nơi những dãy núi dốc tiếp giáp với cao nguyên Himalaya. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, Vân Nam là một trong số các tỉnh miền Nam đang hứng chịu đợt giá rét với nhiệt độ gần hoặc dưới mức đóng băng. Trung Quốc đã trải qua loạt hiện tượng thời tiết cực đoan những tháng gần đây, như mưa lớn bất thường. Tháng 9 năm ngoái, mưa bão ở khu vực Quảng Tây gây lở núi khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Mưa lớn cũng gây thảm họa tương tự gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây hồi tháng 8 năm 2023, khiến hơn 20 người thiệt mạng. Trước đó 2 tháng, vụ lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên khiến 19 người chết. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.